mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Thùy Tiên nhận lượt like khủng tại Miss Grand, fan kêu gọi bình chọn giúp đại diện Việt Nam lọt top. Đại diện Việt Nam đang nhận được lượng tương tác khủng trong cuộc bình chọn đầu tiên tại cuộc thi Miss Grand International 2021. Mới đây trên trang fanpage chính thức, ban tổ chức Miss Grand International đã phát động cuộc thi bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất. Đây là cuộc bình chọn thường niên được Miss Grand phát động mỗi khi chuẩn bị khởi động cuộc thi. Theo đó, khán giả có thể vote cho thí sinh mình yêu thích trên fanpage chính thức của Miss Grand International bằng cách like 1 điểm và share 3 điểm. Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận được lượt like khủng tại cuộc thi bình chọn đầu tiên ở Miss Grand 2021. Top 5 thí sinh nhận được lượng vote cao nhất sẽ có cơ hội dùng bữa tối cùng với chủ tịch cuộc thi Miss Grand là Mr. Nawaz và phó chủ tịch cuộc thi là Mr. Teresa cùng đương kim hoa hậu Hòa bình Thế giới 2020 Ebena Epia. Khán giả có thể bắt đầu bình chọn cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11. Kết quả sẽ được ban tổ chức công bố trên fanpage chính thức của cuộc thi. Người đẹp Thái Lan, Indonesia cũng nhận được lượng tương tác lớn trong cuộc bình chọn. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang nhận được lượng vote khủng đến từ các khán giả yêu mến sắc đẹp Việt Nam. Cô đã nhận được hơn 25.000 lượt like với hơn 70.000 lượt chia sẻ. Bám sát nút Thùy Tiên trong cuộc bình chọn là đại diện nước chủ nhà Thái Lan với hơn 25.000 lượt like và hơn 15.000 lượt chia sẻ. Đại diện Indonesia đang nhận được hơn 23.000 lượt like và gần 300.000 lượt chia sẻ. Hai người đẹp Philippines và Campuchia đang dẫn đầu cuộc bình chọn. Hiện tại, những đại diện đang nhận được lượng bình chọn cao đó là đại diện Philippines hiện đang nhận 51.000 lượt like và 43.000 lượt chia sẻ. Đại diện Campuchia nhận được 41.000 lượt like và gần 300.000 lượt chia sẻ. Hiện tại, các khán giả đang tiếp tục kêu gọi bình chọn cho Thùy Tiên trong cuộc bình chọn để cô có cơ hội đầu tiên ghi điểm với ban tổ chức Miss Grand 2021. Thùy Tiên ngày càng lột xác trên hành trình tới Miss Grand 2021. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Thùy Tiên sẽ lên đường sang Phuket, Thái Lan để tham dự Miss Grand 2021. Cô đang tích cực trau dồi những kỹ năng cần thiết và có sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình khiến khán giả tin tưởng cô sẽ tỏa sáng trên hành trình chinh phục vương miện tại xứ sở chùa vàng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.